Và các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Thái ở chợ gạo Tiền Giang. Hôm nay anh Thái có về một số phôi mai tứ quý hoành to ha và mai vàng. Thì quý vị xem và giao lưu với anh Thái nhé. Chào anh. Chào cô chú anh chị em trên mọi miền đất nước. Hôm nay cũng có xem clip ủng hộ mình, mình cũng cảm ơn rất nhiều. Dạ. Nay mình có lên clip mới là có bảy phôi mai què vàng với tứ quý ha. Tứ quý. Dạ. Rồi mong cô chú anh chị cũng xem clip rồi ủng hộ tiếp, mình cũng rất là cảm ơn. Dạ. Nên mình bắt đầu vô phôi số 1 thôi. Rồi, đầu tiên là phôi số 1 ha. Mai vàng. Dạ, phôi mai vàng. Số 1 tới số 7 là mai vàng. Dạ. 7 cây mai vàng ha. Rồi, hoành thân là 31. Rồi, 31. Thân lắc nè. Chiều cao là 80. Dạ, 80. Hoành cũng khá to ha. Thì nó có sù cám đoàn thân đó. Dạ, đây. Cám y như bị lông ben vậy. Sù da cám ha. Rồi, phôi số 1 bây giờ mình cũng cho luôn là 850.000 luôn. Dạ. 850 ha. Phát ship toàn quốc. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Thái ha. Tăng lắc lượng, tay cành cục khá đều. Cũng có mua được thì về chơi có thể là chơi hai dáng. Dạ. Nên mình để cái cành bay này. Cành bay là 71. Rồi. Rồi chiều cao tổng thể hết đi. Là 138. Dạ, 138 ha. Hình thân là 28. Rồi, 28. Đế thì mặt tiền ở đây rất đều ha, tăng lắc. Bốn mặt luôn, nên cũng có rễ luôn. Này là mai vàng vườn nha quý khách. Mai mình mai vườn không à. Dạ. Ba bông thì bông đẹp, bông lớn, như cái vàng là bông bự hết. Bông từ 5 cánh cho tới 9 cánh. Dạ. Rồi có giá nhanh. Rồi phôi số 2 mình giao lưu là 900.000. Dạ. Chỉ có 900.000 ha. Có ngay một cây hoành to, đấy thì cũng đều bốn mặt luôn, có ship toàn quốc. Cái vàng mai là bông đẹp thiệt. Dạ. Mai rất là già. Đây già, cây lắm rồi. Đế thấy nó cũng cổ quá. Rồi, tiếp theo là phôi mai vàng số 3 ha. Đây cành đều nè. Chiều cao là 140. Rồi. Nhìn rất già cây ha. Cây già, lên cây già, hoành thân 36. Rồi, 36, hoành khá to. Đế thì nơm quái nè, cộng to lực ha. Cũng mặt đều luôn. À. Như già. À. Thân cây già. Này cái này chơi bông sao. Già cây đi ơi. Bầu chất lượng luôn ha. Dạ, yeah, đo thử cho vị xem tham khảo ha. Kính bầu là 51. Rồi, 51. Rồi, phôi mai vàng số 3 này mình giao luôn là 1,5 triệu. Dạ, yeah, chỉ có 1 triệu rưỡi ha. Có ngay một cây mai vàng còn khá to nè, đấy đẹp luôn, một ship toàn quốc. Dạ. Có cây này nè, cây này mới bự thiệt. À, cây này đế quái ha. Cái chừng tàn thông, tay cành cũng to lực ha, khá đều. Cái bộ đế thêm cái ngậu. Đây, đế cổ nơm quá. Quái. Đế độc lạ ha. Màu đất rất là bự. Dạ. 52kg hay gì vậy? Ghế to ha. Rồi, chiều cao nhanh. Chiều cao 110. Rồi, 110. Giác trực tàn thông. Hoành thân là 30. Dạ, 30. Nôm đẹp ha. Tại mình thấy có cái lô này sao nó cũng có quái đẹp đẹp. Dạ. Yeah. Rồi, phôi số 4 là mình giao lưu là 2 triệu. Dạ, 2 triệu ha. Đây, nôm quái nè. Quái. Cây thì rất già cây, bao ship toàn quốc. Wow, cây này rất lực cây ha, tay cành đều.
bút măng luôn nè. Chiều cao là 79. Rồi. Bình thân là 35. Rồi, 35 ha. Đế rất đẹp. Đế nó lực trái đều của mặt luôn. Cây thì lên gân ha. Rất ngọn bút măng. Lùng lực. Qua số 5 mình vô luôn là 2 triệu. Dạ, yeah, 2 triệu vô ơi. Hoành khá to ha, giá nhỏ luôn. Bao ship toàn quốc. Không ai một cây đế đẹp. Dạ. Rồi, con số 6. Con số 6 là 65. Dạ. Chiều cao. Lùng lực ha. Cây thì cũng lên gân rất nhiều. Cây này già dữ dằn lắm mà. Rất già cây ha. Bình thân là 42. Rồi, 42 hoành khá to luôn nè. Đế thì bốn mặt đều ha. Động thì to, lực động này chắc cũng mấy 30 á. Cây này đứng chỉnh cho bên sai luôn, dạ. Cây già dữ dằn. Lùng lực. Rồi có giá nhanh. Rồi khoa số 6 này anh cho lưu là 2,5 triệu. Dạ, yeah, 2,5 triệu ha. Hoành to giá nhỏ luôn, bao ship toàn quốc. Để thì đẹp ha, đúc chỉnh bonsai lùng lực. Nói mà. Nói. Nặng cũng phải ráng chứ. Dạ. Yeah. Qua wow, cây này VIP ha, dán trực tàn thông nè, tay cành cũng khá đều. Yeah. Quá cao ha. Nói chung giá tầm khoảng 2 mét. Dạ, khoảng 2 mét đậu lợi. Rồi, đúng 2 mét luôn. Dạ, 2 mét đúng ha. Đúng 2 mét. Tay cành rất đều. Đẹp luôn được không? À. Rồi, đây là quần thân. Hoành thân là 36. Rồi, khá to ha, 36 hoành. Đế thì nơm đẹp, đúc chuẩn bonsai rất đều. Cây già cây đế lực luôn. Dạ. Bông bự chảng. Anh đo cái đầu bầu đất cho bị xem tham khảo ha. Bầu đất là 54. Rồi, chất lượng ha, rất to nè. Ngang đây chắc cũng dạng năm cỡ 50 à. Không còn đế nơm rất đẹp. À, 50 rồi, xây dựng đế luôn ha. Rồi, khoa số 7 là mình vô lưu là 3,5 triệu. Dạ, 3,5 triệu ha. Có ngay một cây đế đẹp, hoành khá to, cây cành đều ha, bọc ship toàn quốc. Cảm ơn quý ủng hộ cho anh Thái ha. Rồi, tiếp theo anh. Rồi, mình hết ba vàng, bắt đầu mình tới Tú Quý nha. Dạ. Để tới Tú Quý ha. Rồi, khối số mấy anh? Con này bắt đầu khối số 8 là dạ. Tú Quý. À. 8 trở lên là Tú Quý hết. Dạ. Tôi quý số 8 ha. Cây gần rất đều nè. Cái đẹp đẹp không? Một cốt. Khoảng 155. Rồi. Rất đẹp. Hoành 34. Dạ, 34 đúng. Khá to ha. Đế thì lực còn to, cho điều bút mặt luôn. Nó hơi bị âm xuống chút. Cái này có ha. Rồi có giá nhanh. Rồi khoa số 8 Tứ Quý này mình giao lưu là 2,2 triệu. Dạ, yeah, 2,2 triệu dây. Hoành to, giá nhỏ luôn ha, bao ship toàn quốc. Wow, cái này tay cành đẹp ha. Thân hơi lắc nhẹ. Tay cành thì nó có đều nè. Cái hay siêu ha.
rau là 1m9. Rồi, 1m9. Đây còn rất nhiều luôn. To luôn. Rồi, quay hết luôn. Lộn đầu rồi. Mình thân là 41 với 40 đi. Dạ, có gì heo ha, yên tâm. Đấy đều bốn mặt luôn. Rất đẹp. Hai cành thì cũng phân bố đều ha. Rồi coi thứ dưới chính mình giao luôn là 4,2 triệu. Dạ, 4,2 triệu. Quốc. Dạ, ship toàn quốc. Giá thì hữu nghị luôn ha. Cá to là chế đẹp. Cái này dáng siêu ha. Đây cành khá đều. Mày siêu mà không siêu giữ ở cái bầu nó. Dạ. Mày cái rẻ. Cây này thì nó cũng dạng thường, cây thì nó mới nó bự rồi nó thường. Rồi quanh 36 đi, 37 đi Hiếu. Cái tiền ham ha. Đế thì coi cũng được được, có đế có rễ. Bốn mặt luôn. Thân thì không đẹp gì. Rồi, có giá nhanh. Rồi, thôi đứa quý xuống. Số 10, nãy số 9 là số 10. Dạ. Yeah. Phôi đuối số 10 là mình giao lưu là 1,3 triệu. Dạ, yeah, 1,3 triệu ha. Có ngay một cây phôi mai chú quý hoành to. Thiếu. Giá thì mềm không nghĩ luôn. Số 1. Dạ. Dạ. Cái này tam tài ha. Rất lực cây nè. Chiều cao là 90. Rồi, 90. Mình thân 36 yếu 35 đi. Dạ, có chiều heo. Đấy thì lực ha, cũng khá đấy, mặt tiền bên đây. Tăng tài. Rồi, coi số 1 mình giao luôn 1 triệu. Dạ, chỉ có 1 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn. Đây cành rất đều luôn. Phôi tứ quý số 12 ha. Phôi số 12. 129. Rồi. Thân hay lắc nhẹ nè. Rồi quanh thân là 24. Rồi 24. Nam quái. Rồi quanh thân mình giao lưu là 800 ngàn luôn. Dạ, 800 ngàn chứ dây. Đây cành rất đều luôn. Dạ. Để được lắc ha, mai cành đều. Là cơ 134. Rồi. Đấy thì nôm quái. Mình thân 22 đi. Dạ, 22. 23 đi. Mặt tiền bên đây ha, không to lực ta. Bên đây cũng có rễ luôn, bốn mặt đều luôn. Rồi, phôi số 13 là mình giao lưu là 600 ngàn. Dạ, chỉ có 600 ngàn ha. Con ship toàn quốc, đấy thì đều đẹp. Chỉ có là 143. Dạ, tay cành đều. Thân lắc luôn. Mình thân là 23. Dạ, 23. Rồi, có giá nhanh. Rồi, phôi số 4 giao lưu 700 ngàn. Dạ, 700 ngàn như vậy. Phôi số 14, quên là phôi số 4. Dạ.
Tiếp theo là phôi số 15 ha. Tinh trời hết rồi. 118. À. Tinh trời bắn cực mạnh ha. Kéo hiệu mạnh cây nè. Rồi còn thân là 25, kéo không được 25 là thì hao luôn. Đế lực cũng bốn mặt luôn, thân hơi lắc nhẹ. Rồi phôi số là 15 rồi mình vô luôn là 700 ngàn luôn. Dạ, 700 ngàn luôn ơi. Đây cành rất đều luôn, cũng trực tàng không ha. Bộ đế nôm nôm. Rồi 136. Rồi. Cái bàn hơi nam ha. Rất đẹp. Mình thân là 26. Bàn đế luôn. Cái nôm dưới còn lớp đế mình để nữa. Còn hai lớp rễ. Phôi số 16 mình giao luôn là 1 triệu luôn. Rồi, 1 triệu kia ơi. Có nghe một cây đế đẹp ha, cái cành đều. Bóng ship toàn quốc cho quý luôn. Cái này về tán ngàn đó cái à. Cái bóng sai lùng lực ha. Cái bóng sai lùng lực. Rồi số 7 lên 110. Rồi, 17 ha. 110. Độ cao 110. Bình thân 22. Rồi. Đế thì cũng có một số đế. Cái cành cục khá. Rồi có giá nha. Qua số vừa rồi mình vô luôn 600 ngàn luôn. Dạ, 600 ngàn thôi chơi. Đây là dán siêu nè. Qua số 18 là 117. Rồi. Mình thân là 20. Rồi 20. 10. Đây xa đấy ha. Cái này cũng xịt được. Yeah, đây. Bắn cực mạnh ha. Thì yên tâm. Rồi khoai số 18 mình vô lô 400 ngàn luôn. Dạ, yeah, 400 ngàn chơi. Bán cho anh em mới tập chơi, dễ chơi. Dạ. Yeah. Cao là 84. Rồi. Thân là 17. Rồi 17. Đây xa đấy ha. Rồi phôi số 19 này mình vô luôn là 300 ngàn luôn. Dạ, 300 ngàn ơi, rất rẻ luôn. Bóc ship toàn quốc. Tiếp theo là phôi số 20, dạ. Mai vàng rồi. Mai vàng ha, số 20. Đây mai vàng. Chiều cao nó khoảng 1m7. Rồi, 1m7. Tàn tự nhiên ha. Tàn tự nhiên, mai vàng vườn. Quỳnh thân là 50, yếu là 49 đi. Rồi, 49 gần 50. Anh đo cái thấu thân luôn ha. Cái chân cành đầu tiên nè. Cây này nó lên sụ vậy anh? Này vẫn cũng muốn lên sụ nhưng mà này mình không tính, mình không có tính sụ. Cái này chưa tính sụ được. Biết ha. Giờ nó không rõ ràng. Chắc thấy giống giống nè. Rồi thoát thân khoảng 27. Rồi. Để mình đi một vòng cho mình xem ha. Đấy thì trái đều bút mặt nè. Rồi anh đo cái đường kính màu đất cho mình xem tham khảo ha. Màu đất là 80. Rồi 80, to, chất lượng. Tán ngang luôn. À, mét tư ha. Tàn tự nhiên. Tàn cành thì cũng không bốn đều nè. Nói chung là nó cũng mới hơi hơi lên sầu. Hơi có hiện tượng ha. Giờ cái này về trồng là nó mạnh lên, nó bắt đầu nó sầu. Đây nè. Hơi hơi nhìn nhẹ. Mạnh mạnh cây là sẽ lên sầu mạnh lắm. Đang lên sầu.
Rồi có giá nhanh. Rồi phôi số 20 mình giao lưu với cô chú là 13 triệu. Dạ 13 triệu ha. Bao ship. Dạ 200 cây số ha. Bao ship 200 cây số. Rồi. Nặng lắm, bị mình làm cái bầu rất là bự. Dạ dạ. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo là phôi số 21 cây mai tàn số 21. Dạ 21 ha, mai tàn tròn đều nè. Cái hoành ra, chiều cao rồi chiều cao trước anh. Chiều cao này khoảng 3 mét đây. Dạ khoảng 3 mét thôi. Rồi. Đàn tròn đều, rất đẹp. Không đàn thì tự nhiên không bị sửa ha. Nụ rất nhiều. Đây nụ rất nhiều, nhánh nào cũng có luôn vậy. Nụ dữ lắm. À, quá trời luôn. Đây. Rồi hoàn thành luôn. Và đây tiếp ha. Đó ba vị trí nha. Dạ. Đấy đẹp nè, lúc chuẩn bonsai luôn. Đó vị trí thứ nhất đi. Đây, vị trí thứ nhất là 44. Rồi 44. Khá to ha. Rồi. Dưới đây thì vị trí thứ hai thì 43. Dạ. Yeah. Eo ha. Rồi, cái eo này. Rồi. Củ hoành luôn. Củ rất lớn. Rồi hoành củ là 60. Rồi 60. Để mình đi một vòng cho mình xem ha. Tại để đất thì cho cây mạnh chứ không môi. Yeah. Đấy thì rất đẹp. Đấy đều 24 giờ luôn. Cái này môi xuống là còn rễ anh. Dạ. Rất đẹp luôn nè. Rồi cho phần thuốc thân lên. Có chương trình đầu tiên ha. Thuốc thân chung thuốc thân là 19 20 rồi. Đi. Đường kính bầu đất luôn ha. Đường kính bầu là 94. Mình kính bầu 94. Rồi. Chất lượng rất to. Kính bầu cũng bằng cái mặt toàn cầu. Tay cành này chắc cũng mấy 30 ha. Đo thử cho bị xem tham khảo luôn. Tay cành đầu tiên là 19. Rồi, to lực. Để mình rút cho bị xem tay cành ha. Dàn xương nè. Bố rất đều luôn. Bầu thì rất to, chất lượng, quý vị yên tâm. Đây tổng thể đây. Tàn thì tròn do luôn ha. Đấy đẹp. Cây thì nụ rất nhiều nha. Nhánh nào cũng có luôn. Bên đây hơi bị ngược nắng, vì thông cảm nha. Rồi có giá nhanh. Rồi phôi mai tàn số 21 mình giao lưu là 19 triệu, bao ship 200 km. 19 triệu ha. Bao ship 200 cây số. Dạ. Xa hơn nữa thì thỏa thuận với anh Thái ha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo là cái phôi nữa nè. Dạ yeah, cây phôi ha, phôi số mấy anh? Phôi một cốt, phôi này phôi số 22. Dạ yeah, 22, phôi mai vàng ha. Mai vàng một cốt. Một thân một cốt, thân lắc. Đây cành cũng khá đều nè. Rưỡi. Rồi. Rồi khoảng mấy chín. Dạ. Rồi. Cao khoảng mấy tám đi. Thân hơi lắc nhẹ ở đây ha. Hoành thân là 40 đi. Rồi 40. Đế lực. Để mình đi một vòng thì xem ha. Bốn mặt. Bên đây thì cũng có rễ ha. Dáng gì dáng thú. Dạ. Rồi có giá nhanh. Rồi phôi số 22 này mình vô luôn là 3 triệu luôn. Dạ, yeah, 3 triệu bao ha. Bao ship toàn quốc. Cây này thì bao ship toàn quốc ha. Bao ship toàn quốc. Còn hai cây kia thì bao ship 200 cây số đồ lại ha. 200 km. Dạ. Yeah. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo là cây số mấy anh? Rồi cái này phôi này là cái cây này là đầu tiên cây đầu tiên như vậy.
thì tính là phôi số 53 đi. Dạ, cái đầu tiên nha. Dạ, cái đầu tiên. Rồi, chiều cao là 53. Rồi. Quanh thân là 50. Rồi, 50. Ngọn nè. Ngọn 25. Dạ. Đế thì cũng đều bốn mặt ha, đúc chuẩn bonsai nè. Cũng nở luôn. Để lông rất nhiều ha. Cái này cũng không chỗ luôn. Dạ. Yeah. Rồi có giá nhanh. Rồi phôi đầu tiên mình lưu là 2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Dạ, yeah, 2 triệu bao ship toàn quốc ha. Đấy, đẹp, đúc chuẩn bonsai. Rồi, hết cây anh. Rồi xong cuối clip mình cũng cảm ơn cô chú anh chị lỡ clip những clip vừa qua. Rồi có ủng hộ mình rất nhiều. Dạ. Mình cũng cảm ơn rất nhiều. Rồi giờ anh em mình có lên clip mới thì cũng mong cô chú anh chị xem clip và ủng hộ tiếp. Mình rất là cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh Thái nhiều ha. Cảm ơn vì ủng hộ cho anh Thái. Rồi video mình cũng tạm dừng tại đây nhé. Nếu hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.